Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn kiệt sức như con ngựa già, nền kinh tế tan nát, dân đói, đảng lo, cứu đại gia. Tình hình kinh tế tại Việt Nam hiện nay là vô cùng ảm đạm, nền sản xuất gần như bị tê liệt, số lượng công ty giải thể đến hàng chục vạn và công nhân mất việc thì tràn lan. Đã từ lâu, Sài Gòn là nơi mà mọi tầng lớp lao động đều tụ về để mà kiếm việc làm. Tuy nhiên, giờ đây họ phải tháo chạy khỏi nơi được cho là thiên đường việc làm. Theo báo chí nhà nước cho biết, nhiều dãy nhà trọ gần các khu công nghiệp ở quận Bình Tân, dù từng được gọi là thủ phủ của nhà trọ ở Sài Gòn, nay rơi vào cảnh trống phòng quá nửa, để bảng cho thuê cả tháng mà không ai tới hỏi. Nền kinh tế của Việt Nam tan nát, dân đói đến thế này. Là đầu tàu kinh tế, Sài Gòn hiện nay như một cỗ máy giả nua, cũ kỹ. Nó bị rơi vào tay của Đảng Cộng sản và biến thành nguồn khai thác cho Đảng suốt 48 năm qua, mà cho đến nay sức nó đã cạn kiệt. Làm động cơ thì chủ cũng phải chi tiền bảo dưỡng, duy trì. Đằng này, Đảng Cộng sản đã dùng cỗ máy này suốt 48 năm mà không hề bảo dưỡng, không hề tra dầu, vân vân. Thì Sài Gòn làm sao cũng có sức để mà thực hiện vai trò đầu tàu kinh tế. Sài Gòn, người không trụ được thì phải rời thành phố, còn người trụ lại thì phải sống cực kỳ thiếu thốn. Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết công nhân trong bão giảm việc làm chỉ có 100.000 đồng, tức là khoảng hơn 4 đô la, nhưng phải chi tiêu gói ghém trong một tuần để cầm cự. Với mức sống này thì được xem là chết đói rồi. Sài Gòn như con ngựa già, giờ nó lê từng bước, không biết kéo nổi bản thân được hay không. Nói gì nhiệm vụ kéo cả nền kinh tế của Việt Nam. Sài Gòn rất thuận tiện, có cảng sông lớn, ra biển rất gần. Việc đầu tư hạ tầng cho vận tải ở đây rất thuận tiện cho việc phát triển các thành phố. Tuy nhiên, thành phố này đã bị Trung ương chấn lột đến 82% nguồn thu, thì còn đâu để mà xây dựng nữa. Đến tuyến metro Sài Gòn Suối Tiên cũng phải đi vay vốn ODA để làm, thì thành phố này còn gì mà phát triển được đây. Sài Gòn, đầu tàu kinh tế cả nước, bây giờ trở nên hoang tàn như thế. Sài Gòn đã kiệt sức, nền kinh tế Việt Nam giờ cũng tan nát. Khủng hoảng từ doanh nghiệp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành ngân hàng. Sự khốn đốn của nền kinh tế đang đổ lên tất cả, từ giới đại gia cho đến người dân nghèo. Tuy nhiên, trong đó, người dân nghèo phải gánh hậu quả nặng nề nhất. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, Đảng có lo cứu dân nghèo hay không? Câu trả lời không một chút do dự là không. Không bao giờ Đảng lại cứu dân nghèo, mặc dù Đảng tự xưng là đại diện cho tầng lớp lao động. Vậy Đảng lo cứu ai trong lúc nền kinh tế tan nát như thế này? Đảng lo cứu các đại gia mà thôi. Ở các bản tin trước, Thời báo .d đã nói về việc ông Nguyễn Thanh Nghị hỏa tốc yêu cầu Thủ tướng cứu các đại gia bất động sản. Và giờ đây, ông Phạm Minh Chính đang thực hiện điều đó. Ông Chính yêu cầu các ngân hàng nhà nước phải mở van tín dụng cho bất động sản. Bản chất của chế độ này là như thế. Khi người dân nghèo đói đến mức phải dùng 4 đô la để mà ăn trong 7 ngày, còn các đại gia bất động sản, những kẻ tạo ra nền kinh tế bong bóng, thì Đảng Cộng sản lại chọn cách cứu đại gia, tức là cứu những kẻ đã tước mất cơ hội an cư của người dân Việt Nam. Đảng là như vậy, họ nói họ vì dân, nhưng cần phải sửa lại khâu câu hiểu này thì mới đúng, phải thêm từ giàu sau chữ vì dân, Đảng vì dân giàu. Đã 48 năm, có bao giờ Đảng Cộng sản chứng minh được câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu là sai đâu? Họ nói một đường, nhưng họ lại làm một nẻo. Ngày nay, Đảng Cộng sản làm chính sách, khi họ ra quyết định, gần như họ không bao giờ nghĩ đến người dân nghèo, mà họ chỉ nghĩ đến người giàu. Bởi khi tạo ra cơ chế cho người giàu hút tiền, thì lãnh đạo cũng giàu theo. Chứ còn tạo điều kiện cho người dân có cái ăn, cái mặc, thì Đảng không được lợi gì. Đó cũng là lý do họ đi giải cứu đại gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sài Gòn kiệt sức như con ngựa già, nền kinh tế tan nát, dân đói, Đảng lo cứu đại gia. Cho ông Trọng ăn quả lửa đậm, ông Vượng biến ngài Tổng thành ông già ảo tưởng. Ông Trọng là nhân vật quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nói về thủ đoạn chính trị, ông Trọng cũng đang là số một. Tuy già yếu, gần đất xa trời, nhưng chẳng thế lực nào có thể hất cẳng được ông già gần 80 tuổi này ra khỏi chính trường Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản không ai lợi dụng chủ nghĩa dân túy tốt như ông Trọng cả. Ông ta ra tay triệt hạ rất nhiều địch thủ, đồng thời lại đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía người dân cả tin. Mặc dù chiến dịch đốt lò của ông Trọng không thể làm sạch Đảng, không thể làm sạch bộ máy chính quyền và cũng chẳng trả lại cho dân đồng xu nào cả, nhưng họ vẫn cứ ca tụng ông, nào là người đốt lò vĩ đại, nào là sĩ phu Bắc Hà.
ông Trọng tại công trường xây dựng nhà máy của VinFast tại Hải Phòng vào năm 2017. Trên thực tế, ông Trọng cao thủ như thế, nhưng so với những nhân vật không làm chính trị, có khi ông Trọng lại bị lừa một cách rất nhẹ nhàng. Núi cao còn có núi cao hơn là như vậy. Ở lĩnh vực chính trị, ông Trọng là vua, nhưng trong lĩnh vực kinh tế, ông Trọng chỉ là ông già ngây thơ mà thôi. Còn nhớ vào ngày 14 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng. Để mời được ông Trọng tất nhiên không phải dễ. Ông Vượng vẽ ra một dự án, trong đó Việt Nam có thể tự lực, tự cường về công nghệ. Vì bị sỉ nhục là quản lý đất nước tồi sau 42 năm giải phóng mà Việt Nam không sản xuất nổi con ốc nên Đảng Cộng sản. Mà đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn vớ lấy dự án này để mà vả vào mặt bọn phản động. Do đó dự án VinFast xuất hiện như là một cái phao lớn cho Đảng và bản thân cho cá nhân ông Tổng Bí Thư. Sự thật treo đầu dê bán thịt chó của VinFast đã bị lật tẩy. Tại công trường xây dựng nhà máy VinFast, ông Trọng nói rằng thời gian triển khai ngắn nhưng VinFast đã đạt được một số thành tựu bước đầu. Nhất là việc quy tụ được đội ngũ chuyên gia hàng đầu của thế giới, có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực sản xuất ô tô, tham gia nghiên cứu quản lý sản xuất. Lúc đó, báo chí nói rằng Tổng Bí Thư tin tưởng VinFast tiếp tục triển khai hiệu quả các bước tiếp theo, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, tích cực hợp tác với các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp công nghệ cho dòng xe đầu tiên của VinFast sẽ ra mắt vào cuối năm 2018 với xe máy điện và cuối năm 2019 với xe ô tô. Nói chung, ông Trọng đặt niềm tin vào VinFast như là một doanh nghiệp tiên phong, phá bỏ lời nguyền Việt Nam không sản xuất nổi được con ốc. Việc công ty VinFast thuê công ty Launch Design tại Thượng Hải, Trung Quốc nghiên cứu và phát triển nguyên chiếc xe ô tô xe điện VinFast E34, đồng thời thuê công ty này chịu trách nhiệm tìm và cung ứng linh kiện đã bị bại lộ. Điều này cho thấy ông Phạm Nhật Vượng đã mang hàng tàu về rồi chỉ việc dán mác hàng Việt, chứ chẳng phải tự túc công nghệ như VinFast đã thông báo trong Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng, ông Trọng đã dính quả lừa của ông chủ VinFast. Không những ông Trọng bị lừa, mà cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bị lừa nốt. Ông Vượng làm xe không phải vì tiền thì vì cái gì đây, hay là sự ảo tưởng của Đảng Cộng sản? Thực ra mà nói, nếu ông Trọng có chút hiểu biết thì không thể dễ bị dụ đến như thế. Hãy xem công nghệ phụ trợ cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đang ở đâu. Ở mặt này thì Việt Nam đã thua Thái Lan rất xa. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn không làm ô tô riêng của họ. Thực lực đến đâu thì phát triển đến đó. Đấy là con đường phát triển bền vững. Vào hồi tháng 5, khi họp đại hội cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng có nói rằng nếu chỉ vì tiền, Vingroup không dạy gì làm ô tô. Vậy nếu không vì tiền, thì ông Vượng làm vì cái gì đây? Có lẽ là vì cái danh hão cho Đảng Cộng sản và cả vì vị thế ảo cho VinFast mà thôi. Phát triển công nghệ phải có chất xám, phải có ngành công nghệ phụ trợ. Những thứ này không thể ngày một ngày hai mà có cho được. Trong công nghệ không có chuyện thánh gióng, điều này có lẽ ông Trọng không biết chăng? Cho nên ông mới ảo tưởng như vậy, dễ tin Phạm Nhật Vượng đến thế, và cuối cùng ông đã bị lừa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin ông Trọng ăn quả lùa đậm, ông Vượng biến ngài tổng thành ông già ảo tưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.